và mình đã lưu qua là KTV vào, bấm OK và mình bấm load thì nó sẽ như thế này. OK, hi, xin chào mọi người. Như mình đã hứa thì mình sẽ có thời gian mình sẽ quay cho mọi người chơi trên status của mình đã ghi ở trên YouTube là mình sẽ review cho mọi người cái chiếc băng số đắt nhất mà mình Thiên Vũ từng biết là 22.500.000. Nhưng chúng ta đừng review đó sau, thì hôm nay là Thiên Vũ sẽ làm một cái clip mà chúng ta sẽ nghe được cái chất âm của cái con băng số này ra. Thì hiện tại Thiên Vũ đang kết hợp giữa là tai Micro Sennheiser 825E Micro Sennheiser của Đức, sau đó là con vang số Misao MX98 có mức giá là 22.500.000. Thì Thiên Vũ chỉ mới demo thôi, Thiên Vũ đã vọc được 2-3 ngày rồi và đang khai thác nó. Thì bây giờ trước khi làm review cho clip lần sau thì Thiên Vũ sẽ chia sẻ sơ về cái con vang số này, điểm mạnh và điểm yếu của nó. Thì con băng số này được thiết kế là 2U, tức là kích thước size nó giống như hai cái men. Và màn hình này là màn hình cảm ứng, mọi người có thể thấy là Thiên Vũ gõ vào nè, nó sẽ hiện màn hình lên. Và nó tất cả giao diện, tất cả là cảm ứng. Và cảm ứng nó nhạy tuyệt đối 90% so với iPad. Rất là nhạy, nhưng mà nó không được chuẩn bằng iPad, nhưng mà nó tương đương là 90%. Độ nhạy rất là tốt, rất là nhạy. Bấm ra rất nhạy, bấm là qua liền. Nó không có bị delay hay không là có bị đơ. Đó rồi. Và phần thiết kế thì các bạn nhìn Thiên Vũ đã chụp hình cho trên startup rồi, thì nó rất là đẹp, cực kỳ sang luôn. Và chúng ta ghép một con băng số mà ghép còn cái đuôi cấu hình của nó thì nó rất là hầm hố. Thì mình sẽ quay những cái ngõ kết nối và những ngõ ăn chơi của con băng số này cho mọi người sau. Còn bây giờ là hôm nay là tiêu đề là test sound, test chất âm của con này. Thì con này á, trong cái bộ phận khi mà Thiên Vũ vọc vào á, thì bên trong nó chẳng có gì cả, nó rất là đơn giản. Nó không, nó là mang tiếng nó là băng số, nhưng mà Thiên Vũ thấy nó cũng không giống băng số lắm, vì nó thiết kế đơn điệu lắm. Và cần EQ của nó đạt tới là 15 cần EQ xử lý, và nó có reverb nè, nó có echo đầy đủ giống như băng số. Nhưng mà nó có com, nhưng mà com nó cũng đơn giản. Com nó giống như là co của JBL KX200 thôi. Cái com á, com resistor của nó giống như là nó có limit. Nhưng mà điểm hay nhất và khủng nhất, chất lượng nhất của con này là đó chính là độ noise gate. Noise gate con này là chi tiết đến từng decibel một luôn. Tức là độ noise gate là độ xa gần như thế này nè, hoặc là độ nào cần thiết là đưa vào micro và cái nào không cần thiết để loại bỏ khỏi micro á. Thì cái noise gate này là đây là một con vang số lần đầu tiên Thiên Vũ thấy là noise gate chuẩn hơn cả Paramax luôn. Thì tại sao gọi là chuẩn hơn? Tại vì ví dụ như Paramax họ dùng noise gate là 10 decibel, 20 decibel, 30 decibel. Nhưng mà còn ở đây noise gate của nó là 10 decibel, 11 decibel, 12 decibel, tức là nó chi tiết từng một decibel luôn. Nên mọi người cân rất là chuẩn. Nó rất là hay về vấn đề, nói chung là noise gate là nó là chi tiết nhất. Nhưng mà còn về limit thì nó cũng giống như là con JBL KX180 thôi. Đó là cái mà Thiên Vũ chia sẻ. Nhưng mà cái cắt thú hay feedback của nó không có, con này nó không có feedback. Đó, feedback nó có, nó ghi là FBX nhưng mà nó cũng tương đối thôi, chứ nó không có OK đâu. Nó cũng tương đối thôi, mà những âm thanh hay rồi chúng ta không cần sử dụng chống hú. Thiên Vũ setup cho khách hàng, Thiên Vũ cũng không dùng chống hú. Và cái đặc biệt nữa là cái con này Thiên Vũ đánh giá cao mà hiểu lý do tại sao nó có mức giá cao thế này, là đó chính là chất âm. Âm thanh nó phải nói là tuyệt vời luôn. Đúng là hầu như lúc mà Thiên Vũ gắn vào á, Thiên Vũ không cần set, từ cái nền beat nhạc cho đến cái setup về micro là nó hay tuyệt đối và nó giữ luôn cái độ thật và độ mộc của nó. Thì bây giờ không quảng cáo nhiều nữa, thì để coi như thử xem. Mọi người có thể dựa vào những cái bản thu mà Thiên Vũ đã từng làm cho mọi người nghe. Thì bây giờ thử nghe bản thu của bản này cho mấy anh kỹ thuật, mấy anh hát. Thiên Vũ đã set xong rồi. Bây giờ Thiên Vũ chỉnh cái phương án là chỉnh X echo và reverb, chỉnh nó chỉnh hơi chuyên tí xíu. Thì nó để coi cái giọng nó như thế nào, còn nó có thật có feel hay không. Rồi nó vẫn chỉnh echo. Thì nói chung là chia sẻ mọi người sơ thôi. Thì khi nào mà review đợt tới, sắp tới thì Thiên Vũ sẽ, nếu có dịp hãng mà đồng ý á, Thiên Vũ sẽ mở bên trong cái ruột này xem nó có cái gì mà cái âm thanh nó lại quá đỉnh như vậy. Nó là có thể nói, nếu mà
mọi người sợ Thiên Vũ quảng cáo ảo, mọi người có thể đến đây mọi người tự cảm nhận và tự hát, hoặc tự thu cho mình một bản mà mình coi nghe như thế nào. Giờ mời thì mời mọi người nghe thử cùng anh ấy hát thử. Anh lên đây hát luôn đi, lên hát luôn đi, để mọi người biết đây là Thiên Vũ đang hát trực tiếp và thu trực tiếp âm thanh từ cái sau của con van số này, chứ không phải là đã thu trước ha. Alo, hey, hey, alo, hey, phải bài này đâu, bài nào không? Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em, nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh. Thầm yêu em nên tim đau rã rời. Anh đã thấy bao người yêu em, tim anh đã nhức nhối thinh lặng bên em. Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi, vì tim em đã chót trao ai rồi. Tình yêu giấu kín cho em đã bao ngày thầm lặng, nhìn em không nói nên câu nói chi đây. Lòng xót xa đi bên đời em, và thấy em chịu nhiều đắng cay. Mà tim anh đây vì yêu em nên đau rã rời. Vì em đã chọn yêu ai, em mãi vô tình không nhận ra. Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay, một trái tim bên lề rất đau, vì biết em chẳng hề biết đâu. Tình yêu anh đã cho em rồi. Okay. Đây là một giọng. Bây giờ thì mình sẽ thử thêm một giọng nữa cho mọi người cùng nghe ha. Ok, giờ Huy vô. Action, action. Qua đây đứng hát đàng hoàng, phiêu đàng hoàng. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đứng nhạc lại luôn. Đó, bây giờ mọi người hãy thêm một cái giọng nữa cho mọi người dễ phân biệt. Ok, mọi người sẽ tự đánh giá, mọi người có thể đeo tai nghe vào ha. Hoặc là chúng ta nghe. Và âm thanh đang thu trực tiếp từ cái con van số ra, không có bị ảnh hưởng môi trường bên ngoài. Mọi người có thể tự đánh giá được. Luôn, lên. Chào mọi người. Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây để anh vội đến và rồi vội đi? Phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu em rất nhiều? Nói đi anh người ơi, sẽ anh muốn em phải sống sao? Hạnh phúc dâu dê kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên anh sẽ đi kiếm. Bởi anh yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ đây anh muốn phải sống sao? Anh chỉ đến bên em lúc buồn, với những ngày vui anh về nơi đó. Anh chỉ đến bên em lúc sau, vì hết say anh đang ở đâu. Anh là ai đi qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao?
Alo, alo, alo. Ok, như vậy là hai bạn đã hát xong hai chất giọng khác nhau rồi đó. Mọi người có thể tự đánh giá ha. Còn vấn đề mọi người đang nghe ở đây là nó ít effect không? Không phải là cái con van số nó không làm được effect, mà là Thiên Vũ đang muốn chỉnh cho nó hơi chuyên xíu. Thì cách chỉnh như thế này thì phải dành cho những cái bạn gọi là biết hát và là những khách hàng biết hát kiểu lên, thì chúng ta mới khai thác được hết cái con này. Còn nếu mà chúng ta hát kiểu karaoke gia đình á, hát kiểu bình dân á, thì chúng ta sẽ chỉnh như thế này. Mình chỉ cần chọn chế độ qua cảm ứng, thì mình bật cái chữ KTV thì mình đã setup rồi. Mình chỉ cần bấm chọn rồi zoom, bấm chữ KTV và mình đã lưu qua là KTV 1, bấm OK và mình bấm load thì nó sẽ như thế này. OK, đó. Mọi người nghe echo nhiều hơn, đúng không? Đó, thì đó là do mình cách chỉnh, do Thiên Vũ làm hai option, một option hát cho khách hàng hát chuyên và một option dành cho những khách hàng bình dân chúng ta có thể hát. Thì OK, vậy là mình chuyển đi, ồn quá, effect nhiều quá. Rồi, OK, được rồi, OK. Rồi, OK. Như vậy là mình đã review xong cho mọi người về cái con van số này. Thì còn để mà đánh giá con van số và những cái tool và những cái giao diện của cái cách chỉnh của con này như thế nào thì Thiên Vũ sẽ làm clip này sau, hứa hẹn sẽ làm clip hay nhất cho mọi người có thể và khai thác hết được cái con này. Nhưng mà một đánh giá cho con này, Thiên Vũ để nôn làm cái clip này hát thử là vì sao trực tiếp, tức là cái sao âm thanh của nó ra đã hay sẵn rồi, không cần phải xử lý và không cần phải chỉnh quá nhiều vì bản thân nó rất là hay. Và mọi người đang thắc mắc nguồn gốc của nó là ở đâu, và Thiên Vũ sẽ chia sẻ thẳng luôn. Và đây chính là nguồn gốc con này là hàng chính hãng của Trung Quốc nha mọi người. Chính hãng Trung Quốc đó. Đó, mọi người có thể dùng nó, mọi người có thể cảm nhận và so với những JBL chính hãng của Mỹ đi. Đừng bao giờ chơi Trung Quốc, tại vì Trung Quốc, hàng fake Trung Quốc và hàng chính hãng Trung Quốc nó khác nhau hoàn toàn. Thì mời mọi người tự đánh giá. OK, xin hẹn gặp lại mọi người vào clip lần sau. Xin chào. Thank you.